Chào tất cả quý vị, quý bà con và các nhà đầu tư ạ. Ở hiện tại em đang đứng trước một cái mảnh vườn sầu riêng rất là đẹp nha quý vị nhé. Đây, sầu riêng của chúng ta thì quý vị nhìn thấy này, cây nào như cây nấy luôn nha quý vị. Nói chung là mình vào cái mảnh vườn này là tất cả quý vị nhìn là thấy mê luôn. Đó. Và ở trên cái mảnh đất này là có 250 cây sầu riêng thái nha quý vị. Và ở trên đất thì có 1.400 cây cà phê. Ở bước sang năm thứ tư, hiện tại là cà phê của chúng ta đây. Ở cái mảnh đất này thì rất là vuông, vuông vắn luôn nha quý vị. Ở cái phía này là 100m này. Và mảnh đất của chúng ta là có hình chữ nhật. Và bề ngang ở phía sau là 160m. Đấy, nói chung là cái mảnh đất này là dài 160 và là sâu là 100. Có hiển thị đường đầy đủ hết cho chúng ta nhé. Ở trên mảnh đất của chúng ta là có một cái ngôi nhà rẫy này, nhà rẫy tạm cho chúng ta rồi ạ. Đấy, giờ em sẽ quay sầu riêng cho tất cả quý vị rõ hơn ạ. Đây, sầu riêng của chúng ta đây. Ô, sầu riêng này. Đấy, như quý vị nhìn thấy này. Sầu riêng của chúng ta đây là cây sầu riêng này là phải cỡ khoảng năm thứ tư. Thứ tư nhé quý vị, thứ tư, thứ năm này. Đấy, trái không là trái. Đấy, quý vị nhìn thấy đó. Vào cái mảnh vườn này là trông rất là đẹp như quý vị nhé. Đấy, em sẽ quay sầu riêng cho tất cả quý vị rõ hơn ạ. Ở phía trên 1.400 cây cà phê đây. Sắp tới đây là cỡ khoảng chúng ta thu cỡ khoảng được gần 150 triệu nhé. Đấy, thì sầu riêng đẹp quá nhỉ. Đấy, như quý vị nhìn thấy nhé. Nó đều. Đấy, 10 cây như 10 luôn. Cái mảnh vườn này thì cái điểm yếu là hiện tại là chưa có điện nhé quý vị. Đấy. Mảnh đất này thì chúng ta đi ra đến quốc lộ 14A là cỡ khoảng 6 cây số. Có 250 cây sầu riêng thái nhé quý vị. Một cái mảnh vườn sầu riêng khá đẹp cho chúng ta. Đây, quý vị nhìn vào xem cái sầu riêng này. Để em thử đếm rồi. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vào rơi vào cửa khoảng 25 quả nhé. Một cái cây sầu riêng rất là đẹp. Mảnh đất của chúng ta thì khá vuông vắn và gia chủ đã rào hết rồi. Đấy, quý vị nhìn thấy này. Cái cà phê của chúng ta này. Gia chủ thì đang bần nên là chưa làm được sạch cái cỏ này quý vị nhé. Chưa làm trôi được đấy. Đấy, với cái tổng diện tích là 16.000 m2 và đã có 250 cây sầu riêng và 1.400 cây cà phê đang kinh doanh, thì gia chủ đang mong muốn bán với cái giá là
2 tỷ 250 triệu đồng với tổng diện tích 1 hectare 6 như quý vị. Đây, mình sẽ quay này. Sầu riêng trái ơi là trái luôn quý vị ạ. Khá đẹp. Đất của chúng ta là thuộc xã Gia Ca, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai ạ. Đó. Rồi, vườn sầu riêng mê luôn. Nói chung cỡ khoảng được 2 đến 30 cây là đang bước vào kinh doanh nha quý vị nhé. Cái vườn này thì sang năm là bắt đầu vào kinh doanh hết luôn đó quý vị ạ. Thì mỗi năm nếu mà cái vườn như thế này thì mỗi năm chúng ta cũng thu cỡ tiền sầu riêng tiền tỷ đấy nha quý vị nhé. Mà gia chủ chỉ bán là 2 tỷ 250 triệu thì cỡ khoảng 3 năm thì chúng ta lấy lại toàn bộ vốn mua mảnh đất này rồi ạ. Đất của chúng ta là đất đen. Đấy, đất đen này quý vị này. Chứ không phải đất đỏ nhá. Mà cái chất đất này không biết như thế nào mà nó tốt. Và trồng cây sầu riêng quý vị nhìn thấy đó. Nó ra rất là đều. Và đẹp nhìn mê luôn quý vị ạ. Đấy. Và điểm yếu của chúng ta là thứ nhất là không có điện. Và khu dân cư thưa thớt nha quý vị. Đấy. Quý vị nào mà đam mê sầu riêng thì hãy liên hệ cho em nhé. Ồ, cà phê nữa này. Thì chúng ta vừa có nguồn thu nhập là cà phê, rồi lại sầu riêng. Một cái mảnh vườn khá giá trị và đẹp cho chúng ta. Nói sắp tới thì gia chủ cũng tính làm năng lượng mặt trời để thắp sáng nha quý vị. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Tán nó đều và sum suê luôn. Nói chung là cái vườn sầu riêng này là nó rất là đẹp. Có một số cây trồng như là cây mít này. Nói chung là cây mít thì nó cũng không mang lại kinh tế lắm đó quý vị ạ. Nhưng mà cây chủ lực ở trong cái mảnh vườn này là cây sầu riêng và cây cà phê. Đấy, có một số là sầu riêng là cây nhỏ kia thôi. Còn đấy, như quý vị nhìn thấy hàng nhé, thẳng hàng thẳng lối luôn. Khoảng cách trồng cỡ khoảng 7,5 đến 8 mét đó quý vị ạ. Đấy. Vườn đã quá trời luôn. Nói chung hơi thưa dân cư thôi. Tại vì tính của mình là cứ có sao mình nói thế. Nhưng mà vào cái vườn này thì tất cả quý vị là mê luôn. Đất của chúng ta thì rất là bằng phẳng. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Theo số điện thoại 0965 812 137 để em gửi thông tin bìa đỏ chi tiết cho tất cả quý vị mua cái sản phẩm này nhé. Rồi bây giờ em sẽ đi ra ngoài quay một đoạn con đường cho tất cả rõ hơn ạ. Thank you.
trồng sầu riêng ở cái mảnh đất Tây Nguyên thì hầu như đa số là ngày nhất là gió, nhưng mà cái mảnh rẫy của chúng ta thì khắc phục được hết toàn bộ cái yếu tố là gió nha quý vị. Ở đối diện với chúng ta là một cái quả đồi, nó rất là kín gió cho chúng ta, và xung quanh là hàng cao su của hàng xóm, nên là tỷ lệ gầy ngọn của cái mảnh vườn sầu riêng của chúng ta thì rất là đảm bảo. Và đến đây thì em cũng quay cái con đường cho tất cả quý vị. Thì đây là con đường hiển thị ở trong sổ là 4m, có tổng chiều dài mặt tiền đường là 160m nha quý vị. Và từ đây chúng ta đi ra đến đường nhựa là 800m nha quý vị. Và xe ô tô của em là đi vào đến tầng rẫy luôn, nên là rất là thuận tiện cho tất cả quý vị đến để mua cái sản phẩm này ạ. Đấy, thì hiện tại ranh giới đã được rào hết rồi, nên là quý vị an tâm nhé. Thì đến đây em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị, quý bà con đã yêu mến và theo dõi kênh Người Tây Nguyên nhé. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. To hear and don't show any